Thùy Tiên xuất hiện trên đài truyền hình VTV1 với cơn mưa lời khen. Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang là cái tên được nhiều người quan tâm nhất sau đêm thi bán kết Miss Grand International năm 2021. Không chỉ truyền thông tại Thái Lan dành nhiều ưu ái, mà ngay chính đài truyền hình Việt Nam cũng có phóng sự để nói về đại diện Việt Nam, khiến cho nhiều người hâm mộ vô cùng tự hào. Vào trưa ngày 3 tháng 12, bản tin thời sự lúc 12 giờ trưa của đài truyền hình Việt Nam VTV1 đã đưa tin về phần thi của Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong đêm thi bán kết, kèm với đó là những lời khen ngợi. Chia sẻ đại diện Việt Nam đã có một phần thi vô cùng ấn tượng từ trang phục dạ hội cho đến phần thi áo tắm. Người đẹp của Việt Nam đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ đạt được kết quả cao sau sự thể hiện vô cùng tuyệt vời trong đêm thi bán kết. Có thể nói sau đêm bán kết vừa rồi thì Thùy Tiên được đánh giá là ứng viên sáng giá. Nhiều chuyên trang sắc đẹp đã xếp đại diện Việt Nam trong nhóm 13 thí sinh xuất sắc nhất. Thậm chí Hoa hậu Thái Lan cũng dự đoán Việt Nam sẽ vào top 5. Tuy nhiên, đây chỉ là bảng dự đoán vì thực tế trước đó có rất nhiều người đẹp mà chuồng đi đánh xứ người được dự đoán có kết quả tốt nhưng vẫn dừng lại đầy tiếc nuối. Biên tập viên Hữu Chí cho biết. Trước thềm chung kết cuộc thi, Thùy Tiên tâm sự với rất nhiều người có đặt nhiều kỳ vọng cho cuộc thi lần này, muốn mang chiếc vương miện đầu tiên của cuộc thi Miss Grand về cho người hâm mộ Việt Nam. Trong suốt 17 ngày ở Thái Lan tham dự cuộc thi này, Thùy Tiên đã cố gắng hết mình. Cô chia sẻ, khi đã thi Hoa hậu quốc tế, ai cũng đặt kỳ vọng rất lớn. Tôi muốn bản thân mình sẽ mang về Việt Nam chiếc vương miện Miss Grand International, là đại diện cho đất nước đến với một đấu trường nhan sắc quốc tế và trong tâm thế sắp lên đường sang Thái Lan. Tôi cảm nhận rất rõ bản thân mình khát khao chiến thắng chứ không phải đi thi cho có. Tôi tin rằng fan sắc đẹp hiện nay cũng yêu thích và tin tưởng hơn đối với những cô gái thật sự quyết tâm đặt mục tiêu cao nhất và giành chiến thắng. Tôi biết bản thân mình có tố chất, luôn cố gắng và có sự hỗ trợ của một ekip rất chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm trong việc cử người đẹp thi nhan sắc quốc tế. Thế nên phóng nào thì phải theo nào thôi. Tôi sẽ quyết chiến với hành trình Miss Grand International với niềm tin kết quả sẽ là sự đền đáp xứng đáng với tất cả những gì tôi đã đầu tư và nỗ lực, người đẹp cho biết. Với niềm tin cũng như những gì mà Nguyễn Thúc Thùy Tiên của Việt Nam đã thể hiện, chúng ta hoàn toàn có hy vọng Việt Nam sẽ được gọi tên nhiều lần tại đêm chung kết Miss Grand International năm 2021 diễn ra lúc 19 giờ tối ngày 4 tháng 12 năm 2021. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.